ngày 16 tháng 7 1986, gần một tuần sau ngày Tổng Bí thư Lê Duẩn từ trần, nhà thơ Lưu Trọng Lư đã viết những dòng thơ vô cùng tinh tế. Một nhà tư tưởng, một người tình của cuộc sống, luôn luôn anh có những câu hỏi với đời. Một tấm lòng thù thỉ, ở đâu anh cũng nói chuyện con người yêu lẽ phải, biết trọng tình thương. Anh thường đi rất nhanh, nhưng với ai, anh cũng có lòng chờ đợi. Thôn Hậu Kiên thuộc xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, nằm bên bờ nam sông Thạch Hãn, nơi đồng chí Lê Duẩn sống thời niên thiếu. Làng quê hiền hòa thơ mộng này mang tên một trong năm đạo quân của chúa Nguyễn Hoàng khi ông vào trấn thủ Thuận Hóa, mở đầu cho sự ra đời của vương triều nhà Nguyễn ở Đàng Trong. Tại bến đò Ông Đốc, phía trước ngôi nhà cụ thân sinh Lê Hiệp, hiện nay là khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn. Vào năm 1927, đồng chí Lê Duẩn, tên khai sinh là Lê Văn Nhuận, đã từ biệt gia đình, ra đi làm cách mạng. Đất nước trong đêm trường nô lệ, có rất nhiều những bến đò, bờ sông, triền đê, ngõ xóm, chứng kiến biết bao cuộc ra đi của những người thanh niên yêu nước, thương nòi. Tất cả họ, dù thành phần xuất thân có khác nhau, song đều chung một con đường tranh đấu vì quyền sống cho đồng bào, quyền độc lập tự do cho dân tộc. Trong hồi ức về người cha kính yêu của mình, những người con của Tổng Bí thư Lê Duẩn đều thuộc nằm lòng câu chuyện về nồi khoai nghi ngút khói của bà nội. Ngày ấy, cậu bé Lê Văn Nhuận mới hơn 10 tuổi đã không cầm được nước mắt khi nghe mẹ thủ thỉ: đến bao giờ nhà mình mới có được một nồi khoai như nồi khoai nhà bên cạnh để ăn? Ông khóc vì thương xót cái ao ước nhỏ bé đến tội nghiệp của mẹ mình bao nhiêu, thì càng thấy căm giận chế độ đã tạo ra cả một dân tộc nghèo khổ. Và vì muốn thay đổi điều đó, ông đã đi làm cách mạng. Chi tiết nồi khoai là ông nói đến khi mà lúc bà nội còn đang sống khổ. Nhưng mà thời kỳ ông sống lớn lên rồi ấy, thì trong gia đình không đến mức thiếu thốn như vậy lắm. Cho nên ấy, cái chi tiết đó là để nhắc cho ông biết rằng là xung quanh ông ấy còn nhiều người, còn nhiều gia đình như bà mẹ mình hồi đó. Cho nên ấy, những người cách mạng thời đó họ đi làm cách mạng một phần là vì những khó khăn của gia đình, nhưng thực ra phần lớn là vì cái khó khăn, cái nghèo đó chung của cả dân tộc mà họ đi làm cách mạng. Bởi vì thực ra rất nhiều người thời đi làm cách mạng thời của ông bố tôi được học hành đầy đủ, được cũng có điều kiện tiếp xúc với tất cả. Nếu mà chỉ vì bản thân họ, nếu chỉ vì gia đình họ có thể đi làm việc cho Pháp, đi làm việc và họ sẽ thoát ra khỏi được cái cảnh nghèo khổ đó. Nhưng mà họ không nghĩ vậy. Họ nghĩ là nghĩ với cái chung của nhiều người xung quanh. Cho nên ấy, bao nhiêu đòn roi, bao nhiêu tù tội, bao nhiêu không bao giờ làm nản chí những con người như vậy. Từ một thanh niên giàu lòng yêu nước, đồng chí Lê Duẩn đã nhanh chóng trở thành một đảng viên Cộng sản kiên trung, một cán bộ lãnh đạo sâu sát với phong trào cách mạng, đồng cam cộng khổ với đồng chí đồng đội, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, ngay cả những thời khắc gian khó nhất. Ở đồng chí Lê Duẩn luôn tỏa ra sức hút của trí tuệ, vừa nhân tâm, vừa mẫn tiệp, vừa thấu lý đạt tình.
Trong những năm kháng chiến tại Nam Bộ, từ bưng biển Đồng Tháp đến Kiên Giang, Bến Tre, Rạch Giá, từ đất mũi Cà Mau đến đô thị Sài Gòn, ngoài tên gọi đời thường trìu mến là anh Ba, đồng chí Lê Duẩn còn được đồng bào đồng chí tôn xưng là ông 200 Bougie, tiếng Pháp nghĩa là 200 ngọn nến. Biệt danh này, ngoài ý nghĩa diễn tả sức làm việc, sự sáng suốt uyên bác của một nhà hoạch định chiến lược và sách lược đấu tranh cách mạng, còn nói tới cả sự thấu hiểu cuộc đời và con người của đồng chí Lê Duẩn. Hình ảnh một người đàn ông cao gầy trong bộ bà ba bằng vải thô, đôi mắt sáng, da ngăm đen, nói giọng khu bốn, luôn có một sức hút đặc biệt với người đối diện. Theo hồi ức của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người được làm việc với đồng chí Lê Duẩn trong xứ ủy Nam Bộ, thời kháng chiến chống Pháp, mọi người, kể cả các trí thức Nam Bộ tầm cỡ như Phạm Văn Bạch, Phạm Ngọc Thuần, Nguyễn Thành Vĩnh, Phạm Ngọc Thạch, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Hưởng, Ngô Tấn Nhơn đều nói về anh Ba với một thái độ kính phục và quý mến. Bất cứ vấn đề gì, ở tầm nào, anh Ba cũng đều có thể thuyết phục được bên đối thoại. Nhiều người dân, nhiều gia đình đủ các thành phần, từ nông dân, người buôn bán nhỏ đến tiểu chủ thầu khoán và cả những sĩ quan ngụy đều không quản ngại hiểm nguy chết chóc, nuôi dưỡng, bảo vệ đồng chí Lê Duẩn. Đặc biệt, với nhiều bà má Nam Bộ, anh không chỉ là người của cụ Hồ ở trong Nam, mà còn là thằng Duẩn, thằng Ba Duẩn, thằng Ba Huế, thân thương ruột thịt của miền đất Cửu Long, Chín Rồng. Anh Ba thì có nhiều cái hay, cái gần dân, rồi cũng nhạy bén đối với tình hình miền Nam. Mà anh là người có thể nói là thông thạo miền Nam là nhiều nhất. Với công tác đối với miền Nam mà đối với anh Ba, coi như là người cùng quê, không có phân biệt. Anh Ba nói đồng chí Lê Duẩn thì đảng bộ các tỉnh Nam Bộ đó, ta rất thương, coi hơn là ruột thịt. Những năm tháng hoạt động cách mạng sôi nổi tại miền Nam, tình cảm thương quý của người dân Nam Bộ đã trở thành một phần máu thịt trong trái tim đồng chí Lê Duẩn. Con người ấy đã trào nước mắt khi chứng kiến cảnh đồng bào chiến sĩ ta sau Hiệp định Geneva vào năm 1954 hồ hởi tạm biệt nhau với niềm ước hẹn 2 năm sum họp, vì ông biết rõ dã tâm của kẻ địch muốn chia cắt lâu dài đất nước ta. Con người ấy, trong một đêm khuya trên vàm sông Ông Đốc, nơi đất mũi Cà Mau, đã bí mật rời chiếc tàu chuyển quân tập kết để trở lại miền Nam chỉ đạo phong trào cách mạng. Ôm chặt người vợ đang mang bầu và đứa con gái vừa tròn 4 tuổi, anh rưng rưng nghẹn ngào. Anh thương vợ con anh như thế nào thì anh cũng thương đồng bào đồng chí như thế đó. Cho nên anh phải ở lại. 2 năm bám trụ tại miền Nam, đồng chí Lê Duẩn đã khởi thảo đường lối cách mạng Việt Nam ở miền Nam, làm cơ sở để hình thành nghị quyết 15 của Trung ương Đảng, xoay chuyển chiến lược từ đấu tranh chính trị đơn thuần sang đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang, dùng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng, tạo bước tiến nhảy vọt cho phong trào cách mạng miền Nam. Sau khi ra Hà Nội, làm việc bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 8 năm trên cương vị bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng trực tiếp chỉ đạo cách mạng miền Nam, đồng chí Lê Duẩn đã viết hàng chục bức thư, điện tín gửi các đồng chí lãnh đạo ở chiến trường, phân tích sâu sắc đúng đắn thế chiến lược và chiến tranh cách mạng miền Nam, nêu lên quyết tâm chiến lược giành thắng lợi từng bước và tiến tới giành thắng lợi cuối cùng. Đề cương cách mạng miền Nam và toàn bộ thư vào Nam cho thấy tầm nhìn xa trông rộng, tư duy chiến lược sắc sảo, sự nhạy cảm tuyệt vời trong chỉ đạo chiến tranh cách mạng của đồng chí Lê Duẩn. Ở đó còn thể hiện sự quan tâm lo lắng, tình cảm gắn bó thủy chung của anh Ba Lê Duẩn đối với mảnh đất miền Nam và đồng bào chiến sĩ Nam Bộ. Đồng chí Lê Duẩn có thể nói là tỏ rõ ra là một người có bản lĩnh, kiên cường, vững vàng và đầy sáng tạo, với những cái mưu lược rất cao. Cái tư tưởng chiến lược của anh là cái tư tưởng chiến lược tấn công.
mà tiến công không ngừng. Từ cái quan điểm ấy, nó thể hiện ra qua chiến trường với thắng lợi của chúng ta. Thì phải nói là công lao của anh rất lớn, và tôi nói công lao làm chuyện. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái trí tuệ, cái tài năng trong việc chỉ đạo chiến lược. Và chính cái đấy, cho nên là cách mạng Việt Nam ấy, mặc dù cái lực lượng thù địch hay là cái lực lượng xâm lược, cái lực lượng thù địch, kể cả trước đây là thực dân Pháp, rồi các bọn tay sai nữa, rồi sau này ấy, đến Mỹ nhảy vào và ta cũng chiến thắng. Càng sâu sát với thực tiễn, lăn lộn với phong trào cách mạng, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, hiểu đời, hiểu người, đồng chí Lê Duẩn càng ý thức sâu sắc về tư tưởng đại đoàn kết dân tộc. Thước phim nổi tiếng này ghi lại hình ảnh bí thư thứ nhất Lê Duẩn vào Sài Gòn ngay sau khi thành phố được giải phóng. Vừa bước xuống cầu thang máy bay, trong niềm vui khôn xiết của ngày đại thắng, đồng chí Lê Duẩn đã nói với các đồng chí ra đón: thắng lợi này là thắng lợi chung của cả dân tộc Việt Nam, chứ không của riêng ai. Làm việc với Ủy ban Quân quản thành phố, đồng chí Lê Duẩn nhắc nhở phải ngăn chặn mọi sự trả oán báo thù trong cán bộ và nhân dân. Âm mưu thâm độc của địch là tìm mọi cách bôi đen tất cả. Nếu chúng ta không tỉnh táo, dễ dẫn tới quy kết lung tung, không nhất quán, nói không đi đôi với làm trong thực hiện chính sách hòa hợp dân tộc. Hơn ai hết, là một cán bộ cách mạng nhiều năm hoạt động bí mật tại Nam Bộ và cũng là một người con của mảnh đất Quảng Trị, nơi ranh giới chia cắt hai miền Nam Bắc, đồng chí Lê Duẩn càng thấm thía nỗi đau chung của cả dân tộc. Trước ngày giải phóng miền Nam hơn 2 năm, vào dịp Tết Nguyên đán Quý Sửu 1973, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn vào thăm khu vực dưới tuyến Vĩnh Linh. Nói chuyện với đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và rất nhiều con em miền Nam tập kết, đồng chí Lê Duẩn đã nói đến hòa hợp dân tộc khi đất nước hòa bình thống nhất. Hơn 40 năm sau, ông Nguyễn Kham, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban Hành chính khu vực Vĩnh Linh, đã không kìm nén được xúc động khi nhớ lại sự kiện này. Thì hôm đó bác nói chuyện rất là thân tình. Bác nói như thế này, nói để các đồng chí biết: tôi có đề xuất với bác Hồ và được bác Hồ chấp nhận là sau khi giải phóng dân tộc rồi, giải phóng miền Nam rồi, thì xin bác cho chính sách đại xã dân tộc. Bởi vì cái hoàn cảnh đất nước mình nó có nhiều cái hoàn cảnh khó khăn. Dân tộc mình, con em mình nó bị xáo trộn vì thế này nọ. Bác nói như tôi cũng còn thằng cháu đồng đi lính Ngụy. Như nó vẫn là cháu tôi và nó vẫn là trong gia đình tôi. Thì bọn tôi ngồi thinh hết, rất xúc động. Chưa giải phóng mà đừng nghĩ đến cái chuyện dân tộc mình. Tôi xúc động mà bây giờ tôi nhớ lại là tôi không thể cũng cầm được mặt được. Quan điểm hòa hợp dân tộc của đồng chí Lê Duẩn xuất phát từ lòng nhân ái bao la, từ tình yêu thương vô hạn đối với đồng chí đồng bào. Những năm sau ngày đất nước hòa bình thống nhất, trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Lê Duẩn thường xuyên căn dặn, nhắc nhở cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước: sống là phải yêu lao động, giàu tình thương và trọng lẽ phải. Cách nói dung dị, dễ hiểu này của đồng chí Lê Duẩn được chắt lọc, đúc kết từ đạo lý lẽ sống của con người Việt Nam và những giá trị truyền thống quý báu của nền văn hóa Việt Nam. Với đồng chí Lê Duẩn, ba khái niệm này gắn bó không thể tách rời, vì nói tới văn hóa, trước hết phải nói tới lao động. Có lao động mới có con người. Cùng với lao động là ra sức bồi dưỡng tình thương và lẽ phải, vì đó chính là tình cảm và lý trí của mỗi con người. Lý trí đúng thì tình cảm đẹp, mà tình cảm dồi dào thì lý trí mới vững vàng. Cũng theo đồng chí Lê Duẩn, một trong những phẩm chất tốt đẹp nhất của con người Việt Nam là thương nước, thương nhà, thương người, thương mình. Người cộng sản, người cách mạng cần phải thấm nhuần sâu sắc đạo lý truyền thống này, bởi con người cách mạng là con người hành động vì chân lý, lẽ phải. Có lần, khi được đề nghị giải thích thêm về luận điểm tình thương và lẽ phải, đồng chí Lê Duẩn nói như tâm tình: có những con người cụ thể, trước khi đến với chủ nghĩa cộng sản, đến với cách mạng,
từng phải trực tiếp chịu cảnh cơ hàn của mất nước nhà tan. Nhưng cái làm nên sức mạnh của những người cộng sản luôn cao hơn nỗi đau khổ cá nhân. Người ta đến với lý tưởng, chấp nhận hy sinh vì nó là nỗi khát vọng về tình thương và lẽ phải cho mỗi đồng bào mình. Đồng chí Lê Duẩn thì quan niệm rằng ba cái tính chất lớn nhất của con người Việt Nam là cái gì? Là cái giàu tình thương, tức là yêu lao động, giàu tình thương, trọng lẽ phải. Mà chính ba cái đó là nó thể hiện, nó là hiện thân của một cái đạo đức, phẩm chất đạo đức chung của người, mà nó dẫn đến cái gọi là, tức là nó kết tinh cái hiện thân của một cái con người Việt Nam, mà nó kết hợp được cả cái gia đình, các cá nhân, cả gia đình và xã hội, để nó tiếp cận đến một cái điều cao hơn. Tức là tiếp cận đến cái gì? Cái đúng, cái tốt và cái đẹp, tức là cái mà bây giờ chúng ta nói là cái chân thiện mỹ. Nằm giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh, có một con đường rất đẹp đi thẳng đến Dinh Độc Lập, được mang tên đồng chí Lê Duẩn. Đây chính là một trong những biểu hiện sâu sắc của tình cảm quý trọng, lòng biết ơn của Đảng bộ, nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và cả nước đối với một con người đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp thống nhất nước nhà. Báo Đại Đoàn Kết số ra ngày 18 tháng 7, 2016 đăng bài viết Tổng Bí thư Lê Duẩn, thấu đạt nhân tình của tác giả Trần Thanh Tịnh có đoạn: Có lẽ càng nhiều năm tháng trôi qua và dòng chữ tối mật sẽ càng bị loại bỏ khỏi nhiều cặp tư liệu, thì chúng ta càng nhận thức rõ hơn vai trò không gì có thể thay thế được của đồng chí Lê Duẩn trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Ngay cả trong những thời điểm không thuận lợi đối với chúng ta, ông vẫn là người thực sự công tâm và vị nghĩa, giúp làm giảm thiểu những thiệt hại và mất mát. Bởi lẽ trong sâu thẳm tâm hồn, ông là người nhân nghĩa tới mức đôi khi trở nên đa cảm, mặc dầu hiếm ai được nhìn thấy những phút sao lòng hay trữ tình của ông. Cá nhân tôi chỉ duy nhất một lần được chứng kiến cảnh Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn nghẹn ngào. Đó là khi ông đọc điếu văn trong lễ tang Bác Hồ vĩ đại năm 1969. Khi đấy, cả dân tộc đã cùng ông nghẹn ngào trước nỗi đau vô tận và mất mát khôn cùng. Nhà lãnh đạo kiệt xuất, giàu tình thương và xúc cảm ấy đã không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc khi hay tin quân giải phóng chiếm Dinh Độc Lập trưa ngày 30 tháng 4, 1975. Và cũng chính ông, những năm sau ngày đất nước hòa bình thống nhất, đã không ít lần rơi nước mắt khi về với nhân dân, đi thị sát tình hình, đến thăm nhiều vùng miền trên cả nước. Ông mừng vui vì quê hương giải phóng, tổ quốc vẹn toàn thống nhất, mọi nhà được đoàn viên sum họp, song lại canh cánh những nỗi niềm lo âu trăn trở vì cuộc sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn của đồng bào. Lần đầu tiên về thăm quê nhà Quảng Trị năm 1976, đồng chí Lê Duẩn đã khóc trước cảnh phố xá bị hủy diệt, ruộng vườn đồng khô cỏ cháy, làng mạc bị tàn phá tiêu điều. Đồng chí căn dặn cán bộ lãnh đạo địa phương: Các đồng chí còn bộn bề lo toan nhiều công việc, nhưng trước hết phải lo cho dân có cơm ăn, áo mặc, con em phải được đến trường, phải lo cho tất cả mọi người, không phân biệt bên này bên kia, vì ai cũng là công dân của nước Việt Nam. Nguyên Phó Thủ tướng Trần Phương kể lại rằng, giữa năm 1978, Trung Quốc thông báo không bán bông cho chúng ta nữa. Chỉ còn Liên Xô thì sản lượng vải sẽ giảm đi một nửa. Tôi đến báo cáo với anh ba, chúng ta sẽ chỉ lo được cho dân 2 năm một bộ quần áo. Anh cật vấn tôi một hồi, mặt đỏ bừng và quăng cây bút bi xuống bàn. Một việc mà tôi chưa từng thấy ở anh bao giờ. Cầm quyền mà không lo nổi cho dân một bộ quần áo, thì cầm quyền là nghĩa thế nào? Anh muốn làm gì thì làm, nhưng phải lo đủ cho người dân một bộ quần áo.
Với một con người có đầu óc luôn sáng tạo và một trái tim nhân hậu như đồng chí Lê Duẩn, thì những bức xúc ấy càng thêm thôi thúc ông ngày đêm trăn trở, nghĩ suy để tìm kiếm những hướng đi mới giúp đất nước thoát ra khỏi khủng hoảng và phát triển đi lên. Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã từng khẳng định: sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tôi đã được nghe anh Ba phát biểu về một số vấn đề kinh tế rất gần so với những chính sách trong đổi mới. Anh nói tới sự cần thiết phải duy trì nhiều thành phần kinh tế ở miền Nam, không thực hiện hợp tác hóa nông nghiệp như miền Bắc, coi trọng vai trò của trung nông. Trong thời kỳ cải tạo công thương nghiệp ở miền Nam, tôi cũng không thấy anh thúc giục mà rất quan tâm đến đời sống của những người làm ăn buôn bán nhỏ. Khi đồng chí Kim Ngọc, bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phú cho nông dân làm khoán hộ, đã phải nhận kỷ luật oan, Tổng bí thư Lê Duẩn đã đến Vĩnh Phú để thăm và chia sẻ với đồng chí Kim Ngọc. Về sau, Tổng bí thư Lê Duẩn đã ủng hộ mạnh mẽ việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp, đặc biệt là tạo ra cơ chế khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong các hợp tác xã nông nghiệp để kích thích sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Đồng chí Võ Chí Công, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách nông nghiệp, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, đã được đồng chí Lê Duẩn giao dự thảo chỉ thị 100 của Ban Bí thư về khoán sản phẩm trong nông nghiệp năm 1981. Chỉ thị 100 đã tạo tiền đề cho nghị quyết khoán 10 năm 1988 của Bộ Chính trị ra đời, thúc đẩy sức sản xuất trong nông nghiệp phát triển mạnh mẽ. Cùng với nông nghiệp, đồng chí Lê Duẩn và Bộ Chính trị đã tán thành việc cần phải đổi mới tư duy và sửa đổi chính sách kinh tế, đổi mới chế độ quản lý và kế hoạch hóa hiện hành, xóa bỏ cơ chế quản lý hành chính quan liêu bao cấp, coi trọng quy luật giá trị và thừa nhận kinh tế nhiều thành phần. Cuối năm 1985, Bộ Chính trị có nghị quyết rất quan trọng về nền kinh tế nhiều thành phần. Hai tháng trước khi qua đời, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 10, đồng chí Lê Duẩn đã tiếp tục nêu bật các ý tưởng đổi mới mạnh mẽ về cơ chế quản lý kinh tế và công tác đảng. Đồng chí nhấn mạnh, phải thấy đầy đủ những nhân tố mới, những khả năng khắc phục khó khăn để tiến lên. Cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải đổi mới trong ý nghĩ và việc làm. Phải đổi mới cơ chế quản lý. Cơ chế quản lý đó lấy kế hoạch làm trung tâm, nhưng không làm kế hoạch theo lối quan liêu, bao cấp. Phải thực hiện một sự đổi mới căn bản trong công tác đảng, trước hết là đổi mới phong cách lãnh đạo. Tất cả những quan điểm chủ trương mới mẻ, sáng tạo này của Tổng bí thư Lê Duẩn, hoặc được thực hiện dưới sự lãnh đạo của Tổng bí thư Lê Duẩn, đã thổi một luồng sinh khí mới vào tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, đặt nền tảng cho nghị quyết của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6 về đổi mới. Đại hội năm đó, thì đồng chí Lê Duẩn cũng chính là cái người đọc cái báo cáo chính trị của Bộ Chính trị, thì có phê phán hai cái quan điểm, hay là nói đúng là hai cái loại nhận thức nó sai. Một tức là cái nóng vội, phê phán cái khuynh hướng thứ hai tức là bảo thủ trì trệ, thì đã duy trì quá lâu cái cơ chế quản lý hành chính, gọi là quản lý hành chính là quan liêu bao cấp, và cũng là phê phán cái chuyện chậm đổi mới những cái chính sách, những cái chế độ, những cái chính sách mà nó đã có cái tính chất là cản trở cho nhiệm vụ sản xuất. Thì đấy là cái báo cáo chính trị, là tôi nói cái báo cáo chính trị mà đồng chí Lê Duẩn đã đọc, phải đương nhiên đồng chí có cái trách nhiệm trong cái đó, thì để phản ánh cùng cái tư tưởng của đồng chí Lê Duẩn là như thế. Rồi đến cái hội nghị Trung ương 6 của cái khóa 5 đó, thì đồng chí lại đưa ra đọc một cái bản báo cáo, hay tức là đồng chí trình bày một cái báo cáo, hay viết một cái tác phẩm về cái gọi là đổi mới quy luật, rồi thì quản lý kinh tế và đổi mới quản lý kinh tế theo đúng quy luật đấy. Thì đồng chí đưa ra 10 cái quy luật của cái việc là phát triển, xây dựng và phát triển cái nền kinh tế của mình. Thì trong đó có một cái quy luật tức là xây dựng cái cơ chế đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ và nhà nước quản lý. Thì chúng ta biết là 30 năm đổi mới sau này đấy,
thì chính là chúng ta càng ngày càng nhận rõ hơn rồi phát triển nó lên. Cho nên cái cơ chế mà đảng lãnh đạo nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ, hay đảng lãnh đạo nhân dân làm chủ nhà nước quản lý đó, nó trở thành cái cơ chế vận hành của toàn bộ cái chế độ dân chủ của chúng ta. Cho nên chính vì cái lẽ đó mà trong lòng của mỗi người chúng ta ở đây đó, thì ta đều thấy ở đồng chí Lê Duẩn cái hình ảnh của một đồng chí tổng bí thư, một đồng chí lãnh đạo đứng đầu của đảng, là có cái tư duy về đổi mới rất sớm, và đồng chí ấy cũng là một cái tiêu biểu của cái tinh thần đổi mới. Một trí tuệ lớn trong một nhân cách lớn. Đồng chí Lê Duẩn là vị lãnh tụ cống hiến hết mình vì sự nghiệp chung, nhưng cũng không quên những việc ân nghĩa nhỏ. Sinh thời trong ngôi nhà số 6 phố Hoàng Diệu ở thủ đô Hà Nội, hàng năm cứ vào dịp sinh nhật của mình và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, đồng chí Lê Duẩn đều tổ chức một bữa cơm thân mật, mời tất cả những người giúp việc, thư ký, cận vệ, lái xe phục vụ tổng bí thư. Thông lệ này hiện vẫn được gia đình giữ gìn nhân ngày giỗ của đồng chí Lê Duẩn. Bao nhiêu năm đã trôi qua, những cán bộ chiến sĩ làm công tác thư ký bảo vệ tổng bí thư Lê Duẩn, người còn người mất, thậm chí có người đang nghỉ hưu ở tận miền Trung, vẫn không quên ngày gặp mặt truyền thống tại ngôi nhà số 6 phố Hoàng Diệu. Trong ký ức của họ luôn lưu dấu hình ảnh một vị lãnh đạo giản dị, gần gũi, đôn hậu. Ông như người cha, người anh, người bạn lớn, dù bận trăm công nghìn việc, vẫn thường xuyên dành cho họ sự quan tâm, động viên chân thành, ngay đến cả những điều nhỏ nhặt nhất. Đồng chí Lê Duẩn thường nói, năng lực khác nhau, nên công tác và trách nhiệm khác nhau, nhưng chúng ta đều là đồng chí. Nếu hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng mà Đảng đã giao phó, thì ai cũng như ai, đều vẻ vang cả. Trong cái gia đình ấm cúng của gia đình đồng bác Lê Duẩn ở đây, là bao giờ bác cũng nói này, các con đừng có kể là con trai hay con gái của ba, mà có một cái gì đó cái với các chú nếu không bằng lòng, là các con phải hết sức tôn trọng các chú. Các chú là, tuy là các chú bảo vệ, nhưng mà các chú là những người cần về dám xả thân hy sinh vì ba đấy, và tạo mọi điều kiện để cho ba làm việc tốt nhất. Đây là những người cộng sự, những người cách mạng của ba. Khi bắt đầu tôi phục vụ bác đây thì tôi mới cưới, thì nhà cửa cơ có, thì thực sự bác luôn luôn hỏi han là cái nhà cửa là như thế nào, ăn ở sao, các cháu phải yên ổn thì mới phục vụ tốt được. Cái hai là khi vợ tôi đẻ con nhỏ thì bác hỏi thăm, và bác bảo bác gái là đích thân bác gái, bác Sương là vợ của bác Duẩn, đến mua chân giò, đến tận nhà tôi chỗ phố Châu Long để thăm. Cái đó là cảm động chưa bao giờ, mà tôi cảm thấy đến giờ tôi cũng nhớ mãi. Với Tổng Bí thư Lê Duẩn, từ tình cảm lớn lao dành cho dân tộc, cho lý tưởng, đến tình cảm đối với người thân, gia đình, đồng bào, đồng chí, đều chứa đựng những cung bậc nhân ái, vị tha, trọn nghĩa, vẹn tình. Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Trường Chinh đọc tại lễ truy điệu Tổng Bí thư Lê Duẩn có đoạn viết: là chiến sĩ thuộc lớp cận vệ đầu tiên của Đảng, một người học trò lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến, đồng chí Lê Duẩn đã hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cho tự do hạnh phúc của nhân dân và cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Đồng chí luôn luôn suy nghĩ, tìm tòi, xuất phát từ tình hình thực tế, phân tích giải quyết những vấn đề mới do cuộc sống đề ra. Sự sáng suốt của đồng chí thể hiện nổi bật trước những bước ngoặt của lịch sử và những tình huống phức tạp. Còn nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã khẳng định, anh Lê Duẩn là một tấm gương mẫu mực về lòng tận tụy, trung thành, hy sinh, xả thân vì sự nghiệp giải phóng Tổ quốc, thống nhất đất nước, vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Anh là một nhân cách lớn, luôn luôn trung thực và giản dị.
thời gian càng lùi xa, tầm nhìn, trí tuệ, tâm huyết mang đậm dấu ấn phong cách Lê Duẩn sẽ là di sản quý giá cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Nhớ anh ba Lê Duẩn, các thế hệ người Việt Nam yêu nước sẽ mãi tri ân và tự hào về một người học trò lỗi lạc và gần gũi nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một nhà lãnh đạo kiệt xuất với những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Một người cộng sản chân chính, luôn biết xúc động và yêu thương tha thiết cuộc sống, con người.